hai cho bạn rồi đây, có một cái đất mới và hôm nay chúng ta sẽ khám phá một địa danh. Không, biển nè là vừa có cát nhiều đến nỗi mà nhìn như sa mạc đó mọi người. Hay có mọi người nè, mọi người sẽ đáng đây. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá địa danh nào chưa? Chứ là thank you.
tham quan các trà bô sa nư nữa nha. Nè, nơi này vẫn còn sử dụng để thờ cúng. Nơi này vẫn còn rất là tôn nghiêm. Mọi người có thể thấy cái bảng núi đó không? Nó ghi là với tích đại thờ vui lòng không được bước lên. Nên mọi người nhớ nha, khi tham quan nơi này đừng có bước lên cái chỗ đó, bởi vì nó có thể rất là nguy hiểm. Bây giờ Khai sẽ di chuyển tiếp đây, mọi người chờ đón nha. Giờ Khai đang ở bãi biển Mũi Né rồi đây nè. Thì bây giờ Khai đang cầm13 năm. Vậy là theo Phan tính là được thành là năm 1907. Ô thật là thú vị đúng không nào. Và hay cần có một thông tin nữa là trường Dục Thanh là viết tắt của chữ giáo dục thanh thiếu niên đó mọi người. Thôi bây giờ Phan sẽ thử tiếng chữ là Khang ra là một học sinh ở trong ngôi trường này nha mọi người. Là hai người con của nhà thơ, nhà văn yêu nước Nguyễn Thông khởi xướng. Đây là trường tư thục, có nội dung giảng dạy tiến bộ đến bình thuận lúc bấy giờ. Năm 1910, trên đường tìm phương cứu nước, nhà giáo Nguyễn Tất Thành, sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh, đã dừng chân dạy học tại đây. Tháng 2 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành đã rời trường Dục Thanh vào Sài Gòn lên đầu phủ Đại Dương đi tìm đường cứu nước. Do nhiều lý do của lịch sử, trường Dục Thanh đóng cửa vào năm 1912. Từ năm 1978 đến năm 1980, trường Dục Thanh nơi trùng tu, tôn tạo lại nguyên gốc như trước. Bên cạnh trường là nhà trưng bày về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, xây dựng và khánh thành năm 1986. Khu di tích Dục Thanh được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia. Từ
định số 235 duyệt quy đi xuống viết ngày 12 tháng 12 năm 1986. Thank you.
loài khác. Mình thấy rất là hữu ích. Đặc biệt là khi mà chúng ta giống như một cục mưa hay là một cái thứ gì đó mà còn có đi nhanh, hay là giống như là ba mẹ mình trên đó, mình đi giống cạnh mình không thấy là mình nên đi trên cái đó thì nó rất là dễ. Khá nghĩ là như vậy đó mọi người, đó là một cái mẹo mà hành khác với Hồng hôm nay. Mà thôi, bây giờ Kha sẽ đi khám phá đây. Mọi người chừa xuống, mọi người phải giữ trong ngay cái ván, không có là một phần có thể là rớt ra. Nhưng hồi nãy mà thực sự thành đẩy Khang không quay thôi, nhưng mà hồi nãy thì lần chừa hai lần đi hai Khang mở rễ hình như là cái chân ra, xong rồi Khang té sắp mặt luôn đó mọi người. Thì nó cũng rất là vui và nó rất là năng động cho những cái bạn trẻ em, thì cũng rất là thú vị nữa. Đặc biệt là khi mà ta hết sợi đầu cao, cho những người sợi đầu cao thì đây là một điều chơi rất là tốt luôn á mọi người. Đây là cái thứ mà được gọi là ta lúc đầu sợ lắm, cuối hết sợ á mọi người. Thôi bây giờ Khai sẽ đi chữa tiếp đây. Mọi người, hôm nay chữa cái gì rất là vui. Thì Khai cũng rất là cái gì bây giờ vui.